Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, trong chơi audio, chơi âm thanh thì nhiều anh em đã truyền tai nhau cái khẩu quyết nhất điện, nhì phòng, tam kê, tứ kệ. Nói như vậy để anh em thấy được cái tầm quan trọng của nguồn điện đối với khi chúng ta chơi âm thanh anh em nhé. Đó, nếu mà trong gia đình anh em có một hệ thống âm thanh đủ tốt với những đầu phát âm ly, loa hoặc tất cả các thiết bị hỗ trợ khác rất là chất lượng, nhưng mà anh em lại quên đi cái phần dây dẫn và nguồn điện và những cái thiết bị của anh em sẽ không để ý những cái dây dẫn làm sao để cho nó tốt nhất, để cung cấp cho nó đủ tải để cho cái thiết bị của anh em. Thì anh em sẽ thực như vậy là anh em không khai thác hết được cái giá trị của cái bộ dàn của anh em, mặc dù bộ dàn âm thanh của anh em rất là tốt, âm ly loa tất cả các nguồn khác rất là tốt, những cái nguồn điện cung cấp thì anh em lại không để ý. Thế vì vậy là nhiều lúc là cái một chỗ âm tố rất là nhỏ như vậy thôi lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chơi âm thanh của anh em. Và hôm nay thì cũng chính vì vậy mà hôm nay thì chúng tôi về là cái dòng dây nguồn Hitachi bãi Nhật để muốn giới thiệu cho anh em cùng tham khảo. Đó, anh em nhìn này, tôi có dòng một dòng dây nguồn của Hitachi bãi, dây bãi anh em nhìn. Bản này thì có rất nhiều lõi, bản này trong này nó khoảng là 20 lõi, mà mỗi một lõi tiết diện nó cũng rất là lớn. Đó, tôi đã chia ra này, tôi DIY cho anh em những quả đầu giáp của Akufe này. Bản này là bản kỷ niệm 45 của Hitachi của Nhật anh em nhá. Hơi bóng ánh điện chút thì tôi sẽ quay ngang này cho anh em nhìn rõ. Đó, bản này là bản kỷ niệm 45 anh em nhá. Đó, giáp thì giáp bãi Nhật made in Japan này, anh em nhìn thấy chưa? Đó, thằng này thì anh em nó không phải bóng luôn nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn này, cảm giác ánh điện nó bóng nhưng không phải là giáp bóng. Đó, giáp này thì chất lượng nó rất là tốt. Đấy, đây là đầu ba chấu cắm vào nguồn điện. Đấy, nguồn điện của anh em mà không có ổ ba chấu này thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em cái ổ chuyển từ 3 ra 2 anh em nhé, cái đầu chuyển lên 3 ra 2 để anh em cắm vào đây để chuyển ra 2. Đó, nếu mà anh em mà cần những cái đầu chuyển đấy thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em. Đó, anh em thấy không, đầu rắc rất là lớn, chất lượng rất là tốt luôn. Nó anh em không, dây thì dây nguồn này thì cũng chứ thì dây khá là lớn, tiết diện khá là lớn, với lõi trong cũng lớn luôn. Chúng tôi có rất nhiều lõi, khoảng 20 trên 20 lõi thì chúng tôi đã chia ra ba cực âm dương cộng trừ và tiếp điện này cho anh em nhá. Gọi là âm dương không phải như N, cho chia ra ba với cho anh em nhá. Đó anh em nhá. Cái sợi cắp nguồn tổng này thì có thì nó sẽ là cung cấp toàn bộ nguồn năng lượng điện cho cái hệ thống của anh em. Thì anh em chơi những cái sợi dây nguồn như này thì rất là yên tâm luôn. Đó, sử dụng những cái dây nguồn cao cấp như này thì anh em phải yên tâm về chất lượng và đảm bảo cho anh em nhá, anh em nhá. Đó, và xin báo giá để cho anh em cùng tham khảo. Chúng tôi có hai độ dài, một tiêu chuẩn 1,5m và 1,8m thì chúng tôi để lại cho anh em. Ví dụ bộ dài của một sợi 1,5m thì sẽ có giá là 950.000 anh em nhá. Một sợi 1,5m như này thì 950.000 anh em nhá. Còn sợi 1,8m thì sẽ có giá là 1.080.000 anh em nhá. Đó, ngoài ra thì chúng tôi sẽ có những cái độ dài ngắn khác nhau, anh em mà cần những cái độ dài khác nhau thì có thể yêu cầu chúng tôi sẽ thi công và cung cấp cho anh em được cái độ dài như anh em cần thiết anh em nhé. Đó, báo giá như vậy để cho anh em dễ tham khảo anh em nhé. Và anh em mà cần thêm thông tin thì có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944737321, và anh em cũng có thể qua hệ thống cơ sở của chúng tôi. Hà Nội thì chúng tôi có 3 cơ sở: Đống Đa, Hoàng Mai và Long Biên. Ngoài ra còn một cơ sở trong Sài Gòn, quận 7 anh em nhé. Anh em nào yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé.